Hello anh em, đây mình tiếp nhận cô con ta sử dụng gì tới ra ra luôn anh em. 208 nha. Thì tình trạng là bị hư cái quạt sâu nước khỏi cái nước. Đây mình kiểm tra buổi tối rồi thì ra phương án thì hạ máy nha anh em. Vô nhưng nó nóng nó quá nhiệt nha. Nó nổ cái gần cái nước luôn. Hết nước. Chứ phải cộng thêm cái là hết nhớt nữa. Bây giờ mình mở xe cho anh em xem. Nhờ mình đã đưa vô cầu nha anh em. Mình tiến hành mình tháo gất máy xuống. Làm hết lại đại tu lại nguyên con nha. Hồi này nó 28 bây giờ thì cũng nó mười mấy năm rồi, nhớt nhau thì nó cũng chảy tờ lưa me luôn. Đó. Nó bể đi văng nè anh em thấy không? Nổ văng nước tùm lum hết nước nha. Thẳng xuống rồi mình làm hết toàn bộ lại cho anh khách luôn, cho nó ngon. Đó, nhớt nhau ở dưới ướt hết trơn. Hết nhớt luôn anh em. Mình tháo gãi chi tiết nha anh em. Đó, phần boe, phần cách nước, đó, phần dây điện, dây sơ, dây lo đồ nha anh em. Đó, tháo gãi xung quanh hết ra thì mình tiến hành mình hạ máy xuống nha anh em. Quay sơ chi tiết cho anh em xem. Đó, giờ mình hạ xuống cái băng thợ xuống trước nha. Xong rồi mình lấy băng thợ ở ngoài xong rồi mình bỏ cái bàn vô hạ cái máy xuống nữa nha anh em. Cái máy hạ xuống cái máy nữa nè. Máy nó ở dưới cái bàn nha, mình hạ cái xe lên. Máy đã rớt xuống nha anh em. Thì để mình quay một vòng sơ chi tiết cho anh em xem. Đoạn sơ vòng vòng cái máy. Đó, nhớt anh em thấy không? Nhớt nó chảy tùm lum hết trơn. Hao nhớt nữa nha. Vậy nó hao hiện tại bây giờ là máy nó hết nhớt rồi. Với phần nó quá nhiệt nữa.
Đây là một con tiếp nha anh em, 1.8. Đây một con Hyundai Motor cái bên. Chạy quá trên nước luôn anh em thấy không, ước nhau không. Này mình ở chi tiết như này, xong mình tháo phần hộp số ra, mình xáo mấy phần linh tinh ra, mình xẻ ra nha anh em. Phần hộp số mình đã tháo ra nha anh em. Giờ tôi hình bắn nắp cam ra, quay sơ phần cam trước cho anh em xem, xong mình lật tháo cái te ra, tháo nắp lập cái lắp ra luôn nha anh em, là xong. Vậy giống cam nha anh em. Đó, ngay giống mũi tên nhỏ nhỏ ngay bên gần thấy không? Đó, ăn mũi tên trong á. Đó, là phần dấu cốt nha. Còn đây, cái dấu mũi tên đây thì nằm cái dấu cái bên. Đây có một cái dấu nhỏ nè, đó. Nằm vô đó nha anh em.
đắt ghê anh em. Này bị nóng quá xịt bạc nha. Lắp cái tông cũng ghê quá trời luôn. Rất là đóng kẹo luôn anh em, nhiều kéo. Đây là cái phần cái lốc nha anh em, anh em tiến hành mà gã tông ra phần thớt ra anh em. Là xong, đây là mình đã gã bốn quả tông với tay biên ra ngoài nha anh em. Giờ tiến hành phá phần cả cốt với nắp cốt rồi nữa là xong. Anh em là muốn là tu hay là bảo trì bảo dưỡng xe ô tô, các dòng xe liên hệ mình nha. Số điện thoại của mình là 0853 116 116. Mình tên Đức luôn. Thì anh em nào có vận chuyển xe đi các tỉnh nói gì đó thì liên hệ mình có xe đầy đủ anh em vận chuyển luôn.